Vừa rồi là chúng ta đã trao đổi với nhau về mấy cái này, ví dụ như là các cái cách điều chỉnh chữ này, giãn dòng này, giãn ký tự, giãn khoảng cách này, rồi cách tạo ra paragraph style, cách tạo ra character style để format nhanh những cái nội dung mà nó mang tính lặp đi lặp lại. Bây giờ chúng ta còn có mấy thứ như thế này nữa cũng cần phải lưu ý. Một là chú thích. Một cái đoạn văn thì bao giờ nó cũng có những cái từ ngữ mà không phải ai cũng hiểu, mang tính ví dụ như là tên riêng này, hoặc là tên địa danh này, hoặc là một khái niệm gì đó mà không phải ai cũng biết, thì thường thường gặp phải những trường hợp như thế là người ta phải có một cái chú thích. Thế thì chú thích ở trong InDesign này người ta đánh dấu chú thích như thế nào? Thế đây, chúng ta xem cái cách tạo cái chú thích của InDesign. Ví dụ một cái từ nào đó nhé, chẳng hạn như là tôi muốn đặt chú thích vào đâu đó, chẳng hạn đây coi như là tên riêng đi, ví dụ, hoặc là tên một cái khái niệm gì đó. Đúng không? Thì khi mà tôi muốn chú thích ở đâu thì tôi sẽ đặt cái trỏ chuột ngay sát sau cái từ đó. Tiếp theo thì chúng ta vào menu type ở này và chúng ta chọn một cái lệnh gọi là lệnh insert footnote. Khi mà chúng ta nhấn vào đây thì có điều gì xảy ra? Nó sẽ tạo ra một cái gạch chân như thế này và nó bắt đầu đánh dấu cho chúng ta là chú thích số 1, chú thích số 2, chú thích số 3. Bây giờ tôi giải thích cái này bằng cách là đánh một ít cái nội dung vào đây. Và ở trên này nó xuất hiện cái gì? Ở trên này nó xuất hiện đây, các bạn sẽ thấy một cái số nó bé bé nhỏ nhỏ như này. Cách như thế này thì nó sẽ tương đối là khó nhìn. Vậy thì nhưng mà đây là cách chuẩn của nó đấy nhé. Thế trước hết là nên đặt như thế đã, sau đấy thì chúng ta nên format lại, chúng ta giải quyết lại một chút như sau: bôi đen cái chữ mà các bạn muốn xử lý, sau đó các bạn mở cái bảng character ra cho tôi đây, bảng character. Bây giờ chúng ta sẽ mở rộng cái khả năng trình bày của nó. Small. Character. Đây, nếu thế chúng ta nhìn luôn trên này có thể là nhanh hơn. Đây, hỗ trợ option ở trên này nhé. Các bạn, đây là superscript là cái mũ trên, đúng không? Ví dụ như là mét vuông, mét khối, các thứ là, thấy không? Thì bây giờ bỏ cái này đi, đó, để cho nó bình thường thôi. Và tốt nhất là các bạn cho tôi một cái dấu đóng mở ngoặc vào đây. Đấy, như thế này thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Thế nó có làm bị mất cái chú thích ở dưới không? Không. Đây chúng ta chỉ format lại cho nó dễ dễ đọc hơn thôi. Thế bây giờ nếu mà có hai ba cái thì nó sẽ như thế nào? Đây, ví dụ chúng ta lấy một cái khái niệm khác nhé, chẳng hạn đây Cicero này, tên người này, ví dụ thế. Tôi lại đặt này gì đây nhỉ, insert footnote này, lập tức tôi lại có ví dụ đó, chẳng hạn thế, mình gõ chú thích vào. Thế bây giờ trên này mình cũng xử lý lại một tí đây, đó, bỏ cái mũ này đi, đóng mở ngoặc cho rồi đây, kiểu như thế này thì nó sẽ rất là dễ khi mà chúng ta xem cái chú thích này. Thế bây giờ nếu như mà tôi xóa bỏ một cái gì đây nhỉ, tôi xóa bỏ một cái chú thích đi thì sao? Cái này nó vẫn là hai hay là nó nhảy lên một? Đây các bạn xem nhé, đây là cái một này, đúng không? Bây giờ tôi xóa bỏ đi nhá, delete xóa đi, xem nào, lập tức cái chú giải bên dưới mất đi ngay và cái số 2 được dồn lên thành cái số 1. Nếu mà tôi ở giữa này, bây giờ lại xem lại một vài trường hợp nữa, chúng ta xem chẳng hạn đây này, đây là một nhá, tôi lại chèn vào này,
Insert footnote này. Đấy nhá. Bây giờ giữa cái 2 và cái 1 này, đây là cái 2 đúng không? Cái 1 đâu rồi? Đây, 1 này. Chúng ta điều chỉnh lại một tí. Bây giờ giữa cái 2 với cái 1 mà tôi lại nhét vào một cái thì sao? Nó sẽ là 2 hay nó sẽ là 3? Đây. Insert footnote. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ tính từ trên xuống dưới. Đấy. Nó không quan trọng là cái gì làm trước, cái gì làm sau. Nó chỉ tính là ở trên, từ trên xuống dưới thôi. Đấy, và cái thằng nào ở trên cùng sẽ là số 1. Thằng nào dưới thằng số 1 đấy sẽ là số 2. Dưới thằng số 2 sẽ là số 3. Chứ nó không quan tâm là cái gì chèn trước, cái gì chèn sau. Đấy, nó tính theo cao độ ở trong cái trang. Và cứ thằng nào mà ở trên thì số nhỏ hơn, thằng nào ở dưới thì số lớn hơn. Đấy, và bị xóa đi một cái nào thì tự nó dồn, tự nó thay thế cái thứ tự. Thì đây chính là cái cách để mà chúng ta chèn vào, chúng ta sẽ tạo ra những cái chú giải, chú thích cho những cái khái niệm hoặc tên riêng hoặc là địa danh gì đó ở trong một cái trình bày InDesign. Cái này thì rất tiện, vì sao? Vì là cái chú giải nó nằm, cái một khái niệm cần phải chú giải nằm ở trang nào thì ngay dưới chân trang là chúng ta có thể xem được. Chứ thường thường ấy, một cái bài mà các bạn mà nhận được ở ở Word ấy, thì người ta cứ đánh dấu là 1 này, 2, 3, và thường thường là cái chú giải người ta vứt đến tận cuối cùng cơ. Đánh hết đoạn rồi người ta mới chú giải cơ. Xem như thế thì cực kỳ mệt luôn. Tại vì là cứ phải lật đi lật lại trang để chúng ta tìm cái số 1 nó nằm ở đâu, nó là cái gì. Đấy, thì cái cách làm của cái thằng InDesign này nó rất là văn minh những cái đoạn đấy. Tức là chú giải nằm ở trang nào thì cái đánh dấu nằm ở trang nào thì chú giải nó nằm ngay ở trang đó. Thế đấy là một vấn đề nhé. Chúng ta mới bổ sung thêm một cái là cái phần chú giải. Vấn đề thứ hai nữa là ký tự lớn ở đầu một khối. Đây, thế nào gọi là ký tự lớn ở đầu một khối? Các bạn quan sát như thế này. Nó gọi là cái từ chuyên môn của nó là cái nó gọi cái này gọi là drop cap. Drop cap tức là cái chữ hoa rất là to nằm ở đầu của một cái khối văn bản. Mà để thực hiện cái này, để làm gì? Để người ta có thể phân biệt được nhanh một cái khối văn bản nọ với một khối văn bản kia, một cái khối nội dung nọ với khối nội dung kia. Thì cách làm người ta sẽ làm như sau: đặt cái trỏ chuột vào đầu một khối văn bản. Đấy. Và để thiết lập cái drop cap thì chúng ta sẽ giải quyết như sau. Cái phần này các bạn cần vào paragraph. Đây, chúng ta tìm vào bảng type paragraph. Thì các bạn để ý cho tôi, nó là cái này. Nó là cái drop cap number line. Đấy, bây giờ tôi thiết lập này. 3, enter. Các bạn sẽ thấy rằng là cái từ đầu tiên sẽ được làm to ra và nó sẽ cao chẵn bằng một số dòng nào đó. Mặc định mà người ta hay làm thì một cái rocket này nó sẽ cao bằng 3 dòng. Đấy. Nó sẽ cao bằng 3 dòng. Tất nhiên mình cũng có thể làm nó chỉ 2 dòng hoặc cao hơn nữa. Nhưng mà thông thường đã đặt drop cap thì là người ta sẽ đặt là 3 như thế này. Đấy. Thế còn muốn bỏ đi thì sao? Muốn bỏ đi thì mình chỉ việc giả cái thằng này về 1 hoặc 0 thôi. Đó. Đấy. Thì nó sẽ giả về chữ bình thường. Một cái drop cap nó sẽ giúp các bạn giải quyết cái gì? Đây, ví dụ 2 này. Đó. Ví dụ 3 này. Các bạn lưu ý là luôn luôn là nó sẽ chẵn bằng số dòng. Thế còn một cái ký tự này to để tôi phân biệt một khối nọ với khối kia, tại sao nó lại làm thụt xuống mà nó lại không làm cao lên? Có lý giải được tại sao nó lại thụt xuống mà không phải là cao lên không ạ? Đẹp hơn á? À, em thấy vừa mắt hơn. Ok, đây bây giờ tôi thử một cái khác nhé. Để ý này,
Bây giờ tôi kéo cái thước để tôi gióng, tôi giữ một số các cái vị trí gốc này, đúng không? Đây, chân của dòng trên này nhá, và chân của dòng dưới, thấy chưa? Bây giờ nếu như làm bằng cách to lên, có làm được không? Làm to lên thì làm được, đúng không? Nhưng bạn sẽ thấy có vấn đề gì nhỉ? Nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ lớn đến khoảng cách giữa các khối, và nó sẽ làm cho các dòng nó không ngang bằng nhau, rất dễ bị xô lệch các dòng không ngang bằng nhau. Nhưng khi mà bạn làm cái gì đấy, bạn làm cái này nó thụt xuống thì nó vẫn giữ tất cả mọi thứ như như cũ, tức là khoảng cách giữa dòng trên dòng dưới không bị thay đổi. Đây nhá, chúng ta xem thử cái ví dụ này thì là đang hơi khó. Đây, tôi phải đặt nhiều chữ hơn một tí vào đây. Chúng ta phải có hai dòng thì chúng ta mới 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 nói được, đúng không? Đây nhá, các bạn xem lại cái này. Bây giờ chúng ta xem lại cái này nhé. Tôi bỏ cái drop gap này đi này. Đây, tất cả drop gap bỏ đi. Bây giờ chúng ta so sánh thử hai trường hợp nhé, là đặt rocket và cho chữ to lên này. Đây, rocket nha, nhìn kỹ cái đường 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 chân này của tôi nhá, cái đường 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 vạch xanh này, đúng không? Bây giờ đang ngang giữa hai khối, khối bên phải khối bên trái, đúng không? Bây giờ tôi đặt rocket cho cái khối này, nó có bị lệch không ạ? Không, đúng không? Ok, bây giờ thay vì đặt cái drop gap lùi xuống, bây giờ tôi cho cái này, thằng này to lên, nó sẽ rất dễ dàng là, thứ nhất là đây này, quan sát lại hai hai cái này, đây này, đầu khối nhá, đúng không? Khoảng cách giữa dòng trên và dòng dưới nhá, đấy, nó là như thế này, nó khoảng giữa hai cái dòng xanh này. Nhưng bây giờ tôi đặt rocket, có gì thay đổi không ạ? Không thay đổi, đúng không? Dòng chân cũng không bị thay đổi, mà cái khoảng cách giữa cái khối trên và khối dưới không thay đổi. Nhưng bây giờ nếu mà tôi thay đổi bằng cách là tôi cho cái thằng này lớn lên, thay đổi không? Có thể chân chữ này thì cũng không bị thay đổi, nhưng mà cái khoảng cách trên này nó sẽ bị trống này, nó sẽ bị đổi rất là nhiều. Đấy lý do tại sao người ta làm rocket, người ta lùi cái chữ xuống, chứ người ta không không làm cái chữ nó to lên trên. Chữ to lên trên thì nó sẽ làm thay đổi. Vừa nãy là gì đây, cái khoảng giữa khối trên với khối dưới nó chỉ bằng đường này, nhưng cái chữ này mà to lên thì nó sẽ đẩy cả khối này xuống, nó trống rất lớn ở đây. Đấy là lý do tại sao mà người ta làm drop cap, người ta cho nó tụt xuống dưới chứ không phải là lên trên. Đấy, thấy chưa ạ? Đấy là lý do mà chúng ta làm drop cap. Đây, khối này cũng thế. Thao tác làm như thế này thì giúp cho người ta nhận diện được một cái khối văn bản rất là nhanh, chỉ cần nhìn lướt qua cái chỗ nào mà có gì đấy ạ. Có cái chữ đầu tiên to to, đúng không? Thì đấy sẽ là đầu của một cái khối thông tin mới, đúng không? Đấy là cái cách để người ta cho người ta nắm bắt được cái khối văn bản rất là nhanh. Và thao tác nhớ là không phải bôi đen, không phải làm bất cứ cái gì cả, chỉ đặt đúng cái trỏ chuột vào trong một khối văn bản thôi là chúng ta có thể format thành một cái rocket như thế. Thế còn vấn đề thứ hai nữa là gì? Vấn đề thứ hai nữa là chúng ta cần làm, đây là chú thích này, drop cap này,
À, còn một vấn đề nữa là làm một cái list thì như thế nào? List thì là trong một cái khoảng đó chúng ta làm, thì đôi lúc chúng ta phải làm một cái danh sách, ví dụ điều 1, điều 2, điều 3 gì đó, thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Đây, ví dụ một cái đoạn văn bản như thế này. Đây, ví dụ chúng ta làm một cái list nhá. Chả như thế này. List là như thế nào nhỉ? Một danh sách. Đó. Ví dụ như này. Bây giờ tôi muốn làm một cái danh sách nào đó thì tôi phải bôi đen. Bôi đen sau đó thì tôi làm cái gì ạ? Tôi vào phần yêu cầu làm list. Đây. Type bullet and number. Đó. Ở đây có hai dạng, một là bullet là những cái dấu chấm tròn tròn tròn, tròn ở đầu đó, và hai là đánh số. Ví dụ bullet đây, nó sẽ có những cái chấm tròn ở đầu này và nó đẩy tụt cái khối này vào một chút để phân biệt với lại cái khối văn bản thông thường. Hoặc là dạng thứ hai là gì đấy ạ? Bôi đen cái này và chai vào này, và chúng ta vào gì đây, apply number. Number thì nó sẽ cho là gì đấy, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Có làm cái paragraph style cho cái này được không? Làm được nhá. Đây, bây giờ chúng ta lại xem lại cái này. Mở paragraph style. Ví dụ bây giờ tôi tạo mới một cái này. Tôi đặt tên là gì đấy? List. Ok. Bây giờ tôi muốn làm một cái đoạn văn bản khác mà tôi bắt nó làm thành list thì như thế nào? Nha, ví dụ đây, ví dụ bôi đen này. Riêng cái đoạn list này thì mình phải bôi đen tại vì nó nhiều. Đấy. Và chúng ta sau khi mà làm xong đấy rồi, đây, bấm vào list này. Đấy, thì lập tức là nó làm sao đấy? Nó format cho các bạn theo đúng cái kiểu. Theo đúng cái kiểu danh sách như thế. Đấy, còn list theo kiểu số thì sẽ có kiểu số và list theo kiểu gì đây? Đấy là kiểu ấy nhá, kiểu làm danh sách này. Thế còn có một cái vấn đề nữa mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, đấy là cái cách tái sử dụng. Tái sử dụng những cái gì mà chúng ta đã làm. Bây giờ quay trở lại với lại cái thao tác mà chúng ta làm. Ví dụ như là các bạn làm một tờ báo, ví dụ như là các bạn làm một cái tạp chí thì sao? Có phải là số nào làm xong là xong không? Không phải như thế. Bài có thể là khác nhau, nội dung số có thể khác nhau. Ví dụ tháng 3 thì các bạn sẽ làm là cái tạp chí để chào mừng cái gì nhỉ? Ngày giỗ tổ Đền Hùng này, giỗ tổ Hùng Vương này, rồi chủ đề nữa là 30 tháng 4 này, đúng không? Tháng 4 thì bây giờ các bạn lại làm cái kỳ là chuẩn bị kết thúc năm học rồi thi đại học này, ví dụ thế. Xong rồi đến tháng 6 thì các bạn làm chủ đề về chuẩn bị sang tháng 7 là
ngày thương binh liệt sĩ này, ví dụ như thế là người ta sẽ đón đầu những cái dạng như thế. Thế thì chủ đề có thể khác nhau nhưng mà cách trình bày nó có khác nhau không? Sẽ không khác nhau. Một quyển tạp chí nó sẽ có nhiều số, hay một tờ báo nó sẽ có nhiều số, nội dung các bài có thể khác nhau nhưng mà gì đấy, phong cách trình bày thì các bạn hãy nhớ là nó xuyên suốt trong vòng ít nhất là 1 năm nhé. Đấy, người ta làm ra một cái phong cách trình bày như thế nào đó thì cái phong cách đó nó sẽ được xuyên suốt 1 năm ít nhất là như thế. Sang năm sau người ta mới tìm cách trình bày mới lạ hơn. Thế thì những cái thứ mà các bạn đã làm rồi, ví dụ như là chữ các bạn format là nội dung là phông gì này, rồi thì co duỗi như thế nào này, tiêu đề to hay nhỏ phông gì này, tất cả những cái thứ đó sau khi làm xong thì chúng ta sẽ làm cái gì với nó. Đây, chúng ta sẽ làm bằng cái thao tác như thế này. Trước tiên lưu cái bài của các bạn vào đã đó. Lưu bài có đâu thì tùy đó, ví dụ đây là tôi nói chẳng hạn đây là số 1 nhé, tạm thời coi như đây là cái tạp chí mới đi, thì chúng ta đặt tên là số 1. Ok, xong. Bây giờ tôi có cái này là cái số 2 thì sao? Đây, tôi mở một cái new document số 2. Bây giờ chưa có paragraph gì cả, chưa có style gì hết, đúng không? Bây giờ tôi muốn lấy lại những cái style mà tôi đã tạo ở cái quyển trước, để tôi không phải làm lại nữa. Ví dụ như nội dung này, chú thích này, rồi thì bullet này, rồi thì những cái gì đó tôi đã làm trước đấy rồi, thì bây giờ tôi sẽ làm bằng cách là tái sử dụng lại như sau. Các bạn vào trong paragraph style, các bạn vào trong character style, các bạn chỉ việc là sổ danh sách này xuống, tìm cho tôi tới cái lệnh là load paragraph style hoặc là load all text style, đúng không? Đấy, bấm vào đây. Nó sẽ hỏi các bạn là lấy mẫu ở cái nào. Đó. Thì quyển số 2 thì bạn lấy mẫu ở quyển số 1 thôi, quyển trước đó. Bấm vào đây, open. Nó sẽ mở ra một cái bảng như thế này. Và có cái gì thì các bạn gì đây, check các bạn nhấp ok. Cái này có vẻ như là mình cũng chưa tạo cái gì đúng không? Đây, cái quyển này mới là cái quyển quyển có này. Xếp này, bây giờ đặt lại nhé. Số 2 đi. Rồi đây, quyển mới là số 3. Bây giờ chúng ta sẽ lấy như sau. Load paragraph style. Ồ, quyển này chưa lưu à? Số 2 đâu rồi? File save as. À đây, số 2 đây rồi. Vừa nãy mình lưu ở đâu nhỉ? File save as CPC đâu có mặt rồi. Đây, load paragraph style document này. Đây, đúng không? Chúng ta sẽ bấm vào đây, open. Nó sẽ mở ra một bảng đây này, các bạn nhìn đây này. Những cái này là cái mà tôi đã làm từ nãy đúng không? Đấy, gồm có chương này, chú thích ảnh này, nội dung này, rồi tác giả này, vân vân. Thoại này. Đấy, thì tất cả những cái này là những thứ mà các bạn có thể lấy. Đấy, lấy cái nào thì các bạn đánh dấu vào cái đấy. Đây. Đúng không? Và sau khi mà các bạn đánh dấu xong, các bạn nhấp ok, chọn. Lập tức là gì đấy? Ở trong cái bảng này các bạn cũng lại thấy có sẵn luôn rồi, tức là các bạn không phải làm lại lần thứ hai nữa. Nó tiết kiệm được rất nhiều công. Thứ nhất là tiết kiệm nhiều công, thứ hai nữa nó đảm bảo là cái sự trình bày xuyên suốt từ các số số trước ra số sau nó sẽ đảm bảo giống nhau, không bị lỗi. Thế thì đấy là cái thao tác mà chúng ta sẽ làm việc với lại cơ bản và với text là như thế.